thì không. Một tràng vỗ tay lớn nào. Xin mời. Mỗi cái việc làm nhạc thôi mà ạch ạch mãi không xong. Các bé có khỏe không? Có vui không? Thật không? Thật thì nổ một tràng vỗ tay thật to rồi nào. Rồi. Tắt nhạc. Có mỗi cái việc làm nhạc thôi mà cũng không nên hồn. Giả lương mỗi ngày 50, chỉ chuyên ăn với làm nhạc thôi. Và hôm nay là tớ là đi, không đi có một mình đâu, tớ đi hai mình luôn. Hả? Hai đứa luôn, hai mình luôn. Đấy, các bác nhìn thấy hôm nay em có men mì không? Đẹp trai không? Ra ngoài đường nhá, rất nhiều cô thích, lắm cô chê và cũng nhiều cô về nhà ngủ mê thấy tôi. Đó. Em xin tự giới thiệu với toàn thể quý bà con, tên em là Phần Song Lứa. À chết, nhầm. Sao lại nói thế nhỉ? Em tên là Lung Linh Bành Thị Loài. Em còn một thằng bạn em nữa. Đi em gọi lên đây xem nào. Sao hôm nay nó lại không biết là vờn đây. Các bác có nhìn thấy nó dưới đấy không? Có thấy không? Rồi để em gọi nó xem nào nhé. Các bác có thấy các bác chỉ hộ em rồi nhá. Cây tơ bún chó ơi. Sao có một cây ra lắm tơ đấy nhỉ? Cây tơ bún chó ơi. Đâu đây? Bên nào ạ? À? Cây tơ bún chó ơi. Đâu ấy nhỉ? Đâu rồi? Ôi giời ơi, đây rồi. Trời. Thank you. Một tràng vỗ tay nữa đâu các bé. Rồi. Tắt nhạc. Đứng qua đây. Đứng trên kia đây. Bỏ ra cái túi quần ra. Nghiêm với nghỉ gì mà để tay túi quần là không nghiêm. Đúng rồi, chết thật. Đi đâu ấy? Hôm nay đi đâu ấy? Đâu trông đẹp trai đấy? Đi chơi. À, đi chơi. Thế còn xuống kia giao lưu với các bé một tí không? Các bé có nhiệt trí không ạ? Thế có bé nào chụp ảnh không? Thật không? Nhanh nhá. Rồi, xin mời. À, bật luôn. Rồi, xuống luôn, music. Các bé chúng ta sẽ cùng ra lưu chụp ảnh. Chơi lên máy chặt dễ thương ngày xưa
nó sợ quá, không dám lên sân khấu rồi. Chú Hề đâu nhở? Thank you.